we sail a little bit high. Đây, ngày hôm nay cũng là cái chương trình mà thay lời muốn nói đúng không? Đúng rồi. Trời, con cũng có một ít lời muốn nói. Tao thấy từ bây giờ nhiều lời rồi đó. Cho một nét nhạc đi Mon. Em nói đi em. Nhạc lòng mẹ. Thật sự là như vậy quý vị. Ngày hôm nay em đứng đây thật sự nói về một lời rất là nghiêm túc. Em chia sẻ về cái việc tại sao mà em rời Hương Nam. Em năm già cũng như chị Huệ, ba chúng em thật sự ra là trước khi vào Hương Nam chúng em đã có một nhóm kịch nhỏ rồi, một nhóm kịch nhỏ, và sau một thời gian hoạt động chúng em đã xác định với nhau rằng mình đang đi lệch hướng. Không phải là chúng em buông bỏ Lô Tô hay là phủ bỏ Hương Nam, mà tại vì chúng em đang muốn khẳng định lại khả năng của mình nằm ở đâu, và chúng em muốn khẳng định mình là một diễn viên. Và chúng em biết ba đứa em không phải là đào hát Lô Tô như mấy chị ở đây, và tụi em không thể nào làm Lô Tô đến cả đời. Lời Hương Nam á thì cũng có những ý kiến trái chiều, những ý kiến nói tụi em là như thế này như thế nọ, nhưng mà team tụi em là team làm kịch, nhưng mà riêng ngoài kịch ra tụi em cũng nhận event làm Lô Tô, làm sự kiện. Thật sự trong cái khoảng thời gian đó tụi em rất là áp lực, có người thì nói tụi em phản này phản nọ. Thật ra quý vị à, phải là người trong cuộc quý vị mới hiểu được những cái chuyện mà của tụi em làm. Phải là người trải qua quý vị mới hiểu được. Và tụi em muốn làm điều tụi em thích. Tụi em chỉ bán tiếng cười cho khán giả, chứ tụi em không bán cuộc đời của mình cho khán giả được. Xin quý vị hiểu cho tụi em. Vì mọi quý vị lắng nghe tâm sự của bé Tư. Cũng như là lời bé Tư nói đó quý vị, mình phải vượt chạy, mình phải trải qua nhiều cái biến chứng trong cuộc đời, mình mới hiểu được vị trí mình nằm đâu. Còn nếu chưa chạy thì mình cứ khẳng định chỗ đó là nhà của mình, nhưng thực tế chỗ đó cũng là nhà, chỉ là nhà thuê thôi nha quý vị. Theo lời của người đẹp bé Tư tâm sự, đi năm non bảy núi rồi, nhìn nhận lại đây là Hương Nam, cũng là một cái cửa mở để cho bé Tư bước vào nghề, để phục vụ cho quý vị qua chương trình Lô Tô. Cho nên quý vị có lắng nghe tâm sự của bé Tư thì quý vị cùng trải lòng dùm cho bé Tư, và cũng như là cánh hát Lô Tô Hương Nam quý vị. Thật sự ra là như vậy nữa nè. Bây giờ ba đứa em đang hoạt động nghệ thuật trên cái phương diện đó là tự do. Chứ em hợp tác với tất cả các đoàn nào cũng mời chúng em phục vụ. Và chính những người trong cuộc như em và Su, kể cả chị Lộ của Đoàn Sài Gòn Tâm Thời, tất cả tụi em đều không có một xích mích hay một cái vấn đề gì xảy ra với nhau cả. Mà chính do tất cả mọi người, tất cả tiếng nói của mọi người tạo nên thôi. Những quý vị nào mà xem qua live stream á, quý vị cứ chăm vô một câu, chăm vô hai câu, chăm vô ba câu. À đoàn này sao, đoàn kia sao. Thật sự ra tụi em, tụi em không lên tiếng nói về cái vấn đề đó nhiều. Bởi vì sao? Tụi em kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Quý vị nào mà thật sự sau ngày hôm nay em giống như là có cái gì đó thúc đẩy em chia sẻ cái chuyện này, giống như là để cho quý vị hiểu rõ luôn vấn đề tại sao tụi em rời Hương Nam, tại sao tụi em tạm tự do. Đó, cái vấn đề nằm ở đó. Em đã chia sẻ rồi và kính mong quý vị hiểu cho em một lần nữa, và đừng trì trí chúng em nữa.
Vâng ạ, kính thưa quý vị, thật sự đó thì mọi người đều có một cái định hướng riêng. Và với riêng bé Tư, Team Wow hay là cánh hát Lô Tân Nam thì các bạn làm thiên về kịch và về diễn viên. Và trong thời gian mà khi mà các bạn nghỉ khi trên livestream á, thật sự nếu mà các bạn áp lực 1, Hương Nam bản thân Susu áp lực tới 10. Tại vì khi mà những người mà rất là cứng của Hương Nam đã có một cái hoạt động mới thì các bạn cứ nói ra nó vô, thật sự làm cho hai bên phải hiểu lầm nhau. Rồi từ đó cãi lộn qua lại, mà thật sự tụi em không có cãi lộn, mà là fan của hai bên cãi lộn với nhau. Tụi em rất là áp lực luôn, nhưng mà ngày hôm nay bé Tư đã chia sẻ với tất cả mọi người về thì rất mong là tất cả quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Hương Nam, ủng hộ bé Tư, ủng hộ Nam Trà, ủng hộ Diễm Kiều hay ủng hộ tất cả những nghệ sĩ hát Lô Tô. Cho dù tụi em là đòn nào đi nữa, thật sự tụi em đều muốn mang niềm vui, mang lời ca tiếng hát cho con số cho quý vị thôi. Và rất mong quý vị sẽ đừng có so sánh là nhóm này, nhóm kia, đòn này, đòn kia, hay là cá nhân này với cá nhân nọ. Thật sự ngày hôm nay chương trình hay là muốn nói là nói về chữ yêu, chứ phải nói về chữ nghề. Nhưng mà vì có lẽ là những cái chuyện này phải nói để cho quý vị hiểu. Và rất mong quý vị sẽ luôn ủng hộ, luôn đồng hành cho tất cả chúng em thưa quý vị. Để em tiếp tục câu chuyện nữa. Không phải là chữ yêu, chữ nghề không đâu quý vị. Còn một chữ nữa, chữ nghiệp. Và quý vị không phải là quý vị đứng trực diện ba mặt một lời mới tạo ra nghiệp đâu quý vị. Mình cần trí mình suy nghĩ, tai mình bấm cũng đang tạo nghiệp. Nha, chỉ thẳng vô live stream nhỉ. Đúng rồi, quý vị ơi, quý vị vui lòng. Chúng em không có cãi lộn gì hết. Nghĩ sao tụi em làm nghệ sĩ mà tụi em cãi lộn? Thì bà con cô bác nhìn tụi em ra gì? Tụi em nói nhỏ, nói nhẹ nhau nghe, không nghe thì tự động quyết định mà nghỉ, hay là quyết định mà ra đi. Còn nếu mà cái lộn đến lộn hay không là do live stream. Tới mưa live stream. Rồi giờ quý vị, nhờ người đẹp có thi mà nè, lắng nghe. Nhờ người đẹp có thi ngày mai không có live stream được quý vị. Rồi, và em rất là mong là tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho Hương Nam. Và với một lời hứa đó là sắp tới thì khi mà có những đêm nào mà các bạn của Team Wow rảnh sẽ sang đây phục vụ tất cả quý vị. Và hy vọng quý vị sẽ đón tiếp và sẽ với những ngọn lửa như là những ngày đầu mà có thể một tràng pháo tay thật lớn với được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin khẳng định một lần nữa cho quý vị biết là hiện tại cho đến thời điểm bây giờ ba đứa em vẫn làm độc lập tự do, và tụi em xác định bước ra từ Hương Nam và tụi em không là thành viên của đoàn nào hết. Dạ, em cũng khẳng định một điều, từ bây giờ là ba dòng và nhắn quý vị sổ với anh. Em cũng khẳng định quý vị là đó là chị em Lương không nữa. Cái chơi mà chú dạ bảo đó. Bảo nha. Say. Cái Lương là bảo à. Say. Dạ, cứ mọi vị chúng ta đầu vào số 2 chú của bé. Cứ giơ tay lên thì em đối tiền nha. Sẵn nói về kiểu nghề cho em nói chút nữa, nói chút xíu em dò luôn, dò tốc độ như vậy nha. Ở đây đang có sự xuất hiện của hai nhân vật. Người đẹp Mai Thiên Tai và người đẹp Bảo Bảo cũng đang có mặt tại đây quý vị. Đó cũng là một cái câu chuyện rất là mệt mỏi trong cái nghề lô tô. Và thật sự những lời nói qua nói lại không có được gì hết tụi quý vị nha. Dòng sau mời mấy chị lên hát lô tô nha. Rồi xin mời quý vị chúng ta đầu do số say sống gì con số gì sống gì này tiếng em đã. Yeah.
bảy năm mươi, năm mươi bảy xuân kỳ, xuân kỳ đây. Nói mà không thấy thì chẳng mà lại tình. Thuốc uống không nên coi chừng là thuốc dầu. Thằng bà lớn bận tiền mất là hiền phân. Bà con thương lắm giúp nhau mà cũng khó. Đừng tin không rõ chân dỗ sang âm 25. Đưa 25, 25 còn 25. 25, 25. Cô Linh 14, đây là 11 cô tên 24 cúp lì. Và tấm vé này tấm vé hợp lệ của chị công tên. Rồi chị gái có quyền lấy một con gấu bông. Hoặc là lấy một cái quạt máy gấu nè. Con nhỏ nè, còn con này nè. Đây nè, con này trước lát rồi chồng sau chúng con bự nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, kể chị vào lại sau 10.000 là vé phần thưởng được tăng lên thành một con gấu lớn quý vị nha. Một con gấu lớn quý vị không lấy gấu bông, quý vị có thể lấy về cho mình, đó chính là một cái quạt máy thưa quý vị. Và bây giờ chúng em xin phép được đọc tiếp một câu chuyện trong chương trình Thay Lời Muốn Nói lần thứ tư này thưa quý vị. Chào Su Su, chào Hương Nam. Lời nói đầu tiên xin chúc cho Su Su và lại gia đình Hương Nam thật là nhiều sức khỏe. Và bạn xin phép được giấu tên thưa quý vị.